Hello, chào tất cả các bạn. Lại là Ri đây và hôm nay xin được chào mừng các bạn đã đến với channel của kênh Ri đây. Hiện tại cũng là cuối tuần rồi. Thời gian qua những video về ngành hàng hải mình cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ các bạn sinh viên, học sinh, các bạn phụ huynh, cha mẹ. Đó cũng là động lực để mình tiếp nối những chuỗi series liên quan đến ngành hàng hải. Hiện tại thì mình cũng đã soạn hai kịch bản rất là dài để chia sẻ với các bạn trong chủ đề ngày hôm nay luôn. Video lần này thì mình chia làm hai phần. Phần đầu tiên là giải đáp những thắc mắc về ngành hàng hải, và chủ đề thứ hai là chia sẻ về chương trình cadet dành cho thuyền viên đi tàu. Lúc này mình đăng video lên, chắc có lẽ là các bạn sĩ tử cũng đã hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 vừa qua. Xin được chúc cho tất cả các bạn sĩ tử có một số điểm thật cao và đạt được nguyện vọng như ý mà mình đã đặt ra như ban đầu nhé. Rồi chúng ta cùng bắt đầu bước vào phần đầu tiên của Ri. Chủ đề đầu tiên của chúng ta hôm nay đó là giải đáp những câu hỏi thắc mắc về ngành hàng hải. Mới đó mà đã 5 năm rồi kể từ khi mình ra video quản lý hàng hải là gì. Lúc đó khóa 16-17 mình chỉ có khoảng 50 sinh viên trên một lớp thôi. Nhưng mà đến bây giờ là khóa 2022 mình thấy tặng là 4 lớp theo ngành quản lý hàng hải, mình khá là bất ngờ. Vừa rồi thì mình lại có cơ hội được làm khách mời của chương trình chung kết hội thao Viện Hàng Hải nè. Rồi ngày 25 tháng 6 vừa qua mình cũng được tham dự buổi tọa đàm sinh viên ngành hàng hải. Và những dịp vừa rồi cũng là cơ hội mình tiếp xúc với các bạn sinh viên năm nhất, năm 2, năm 3 và cả năm 4 nữa. Và những bạn sắp sửa ra trường, được gặp lại các thầy cô đã dạy mình trước đó, ngồi chia sẻ và được nghe tâm sự từ các bạn. Qua dịp này cũng là ý tưởng mà để cho mình có thể ngồi đây và nói chuyện với các bạn trong chủ đề lần này. Trong những tập video về ngành hàng hải, các bạn đặt ra những câu hỏi, bình luận rất là nhiều và mình cũng đã giải đáp hết tất cả trong những chuỗi video đó. Mình xin tóm tắt là những câu hỏi mà các bạn thường hay gặp để các bạn có thể có một cách nhìn thực tế hơn. Câu hỏi đầu tiên của các bạn là ngành quản lý hàng hải có đi tàu được không? Ngành này thì mình không có đi tàu được. Để đi tàu thì các bạn cần phải học những lớp mà chuyên sâu về ngành đi tàu hơn, ngành điều khiển tàu biển, vận hành khai thác máy tàu thủy, hoặc là những lớp về điện tàu. Câu tiếp theo là ngành quản lý hàng hải có yêu cầu về chiều cao, rồi sức khỏe và bị cặn thì em học có được không ạ? Câu hỏi này cũng rất là thiết thực. Không có yêu cầu về chiều cao, bị cặn mà học bình thường, vì mình không có đi tàu mà sức khỏe thì cũng đảm bảo bình thường thôi. Đối với những nghề đi tàu thì các bạn cần phải có sức khỏe, và bị cặn thì vẫn đi tàu bình thường, vì trên tàu sẽ có những kính bảo vệ, bảo hộ khác nhau, và khi mình đeo là mình sẽ đeo đè vào, không có vấn đề gì cả. Câu thứ ba, vào những đợt thực tập giữa khóa hay cuối khóa, bên trường có hỗ trợ sinh viên tìm nơi thực tập hay không ạ? Khi mà các bạn thực tập giữa khóa hoặc là cuối khóa thì viện sẽ liên kết với trường cũng như là liên kết với các doanh nghiệp, công ty để tìm những nơi thực tập cho các bạn. Nhưng mà mình nghĩ tốt nhất là các bạn nên chủ động trước để mình có thể tìm được cái môi trường nó phù hợp cho các bạn thực tập hơn. Câu thứ tư, tổ hợp xét tuyển ngành quản lý hàng hải là gì ạ? Câu này thì mình có để link bên dưới phần mô tả để các bạn có thể vào đó và xem năm 2023 sẽ xét tuyển những tổ hợp nào nhé. Mình học ngành này thì mình sẽ học cơ sở máy ạ. Hiện tại thì Viện Hàng Hải đã chuyển về cơ sở 2, trước đây là ký túc xá của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Tiếp theo là một câu mình nghĩ nó cũng hơi gọi là tế nhị. Các bạn hay hỏi là có phải có tiền, có quan hệ thì mới xin được vào ngành hàng hải hay không ạ? Câu này thì mình cũng xin giải đáp luôn cho các bạn. Mình nghĩ là có quan hệ thì cũng rất là thuận tiện cho các bạn thôi. Lúc mà ở sinh viên thì các bạn có thể làm quen các thầy cô, rồi các anh chị, các bạn bè, rồi tạo một mối quan hệ tốt lên. Khi mà ra trường, người ta sẽ giới thiệu cho các bạn thì mình sẽ có cơ hội cao hơn. Còn có tiền thì sao ạ? Theo mình ấy thì hiện tại tất cả các doanh nghiệp hàng hải quan trọng là kết quả kinh doanh. Nếu mà bạn có tiền mà bạn không có trình độ thì mình nghĩ cũng sẽ sớm bị đào thải. Tiếp tục là một câu rất được nhiều bạn quan tâm. Ngành quản lý hàng hải cơ hội việc làm có cao không ạ? Mình cũng đã đọc trên rất nhiều fanpage của Facebook nè, rồi ở các bình luận trên YouTube, nói chung là rất là nhiều. Các bạn đều nói là ngành này học ra làm gì, cơ hội việc làm không có đâu, cần phải có tiền, có quan hệ thì may ra mới có việc làm. Rất là nhiều ý kiến như vậy. Theo thực tế mà mình nhìn thấy được ấy, hiện tại là đã có 3 khóa ra trường rồi, khóa 16, 17 và 18. Thực tế hiện tại,
tỷ lệ việc làm của ngành quản lý hàng hải vẫn chưa có cao. Mình thấy rằng là khoảng 1/3 số lượng ra trường có việc làm đúng ngành. Nhưng mà các bạn cũng không có quá lo lắng, bởi vì hiện tại ở trường cũng tạo ra rất là nhiều cơ hội cho sinh viên. Vừa rồi thì mình cũng nghe các bạn chia sẻ với mình rằng là em học đến năm 2, năm 3 rồi, em thấy rất là mông lung chị ạ. Em thấy các anh chị vẫn chưa có việc làm em cũng khá là lo lắng, nên là em đã chọn học xong ngành, nghĩa là bạn học thêm một ngành khác nữa, đang song song tại trường. Điển hình là các bạn chuyển qua ngành đi tàu, là học điều khiển tàu biển. Để mà học xong ngành thì mình nghĩ cũng đơn giản, mình lên phòng đào tạo và người ta sẽ hướng dẫn cho mình các cái thủ tục để mình học xong ngành. Nhiều bạn sinh viên hiện tại cũng đang suy nghĩ rằng là cần phải đi tàu, vì phải 1-2 năm mới có kinh nghiệm thì mới lên trên bờ làm việc tốt được. Và mình nghĩ theo hướng đó cũng khá là tốt. Một số người bạn của mình vẫn chưa tìm được việc làm liên quan đến ngành hàng hải, thì các bạn cũng có nguyện vọng làm bên mảng logistics. Vì thế các bạn đã chọn học những tín chỉ bên các trường như trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là bên trường Ngoại thương đều có những khóa học dạy về logistics. Khóa học này thì mình nghĩ nó cũng ngắn hạn thôi, tầm 3 tháng thôi. Thì khi học xong thì các bạn cũng có một cái chứng chỉ hành nghề, cũng là cơ sở khi mà các bạn xin việc tại các công ty logistics. Nên vì thế khi mà các bạn đang ở trường ấy, nếu mà các bạn đã hướng mình đi theo mảng nào thì có thể học thêm những chứng chỉ bên ngoài để mình có những chứng chỉ hành nghề, sau này sẽ thuận lợi hơn trong con đường mà các bạn xin việc làm hay là định hướng nghề nghiệp. Tại thì bên mình thấy bên viện hàng hải cũng mở ra rất là nhiều chuyên ngành, nó chuyên sâu hơn trong từng lĩnh vực. Ngoài những chuyên ngành trước đây, viện hàng hải mở thêm những chuyên ngành nào là quản lý cảng và logistics, luật và chính sách hàng hải, cơ điện tử, kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp. Mình có để một cái link đính kèm bên dưới phần mô tả, các bạn có thể tích vào đây để tham khảo. Hiện tại các ngành này mới mở và mình chưa thấy khóa nào ra trường, nên mình cũng không thể có nhận định nào về những ngành này cả. Vừa rồi thì mình cũng thấy có rất là nhiều bạn nữ muốn chuyển sang ngành đi tàu. Các bạn biết hiện tại cũng có một số bạn nữ Việt Nam đã đi tàu cho đội tàu bên nước ngoài cũng như là Việt Nam, có được những chứng chỉ sĩ quan. Nhưng mà mình cũng muốn khuyên rằng các bạn nữ hiện tại đang có ý định này thì nên suy nghĩ kỹ nha. Bởi vì ngành đi tàu là thuộc vào nhóm ngành độc hại, yêu cầu phải có sức khỏe và các bạn làm việc trong một môi trường gọi là không gian hẹp. Khí hậu, thời tiết thì thay đổi liên tục, xa nhà, xa gia đình. Nói chung là đối với các bạn nữ nên suy nghĩ kỹ nha. Từ nay đến giờ thì mình cũng đã chia sẻ xong phần giải đáp các thắc mắc mà mình thường gặp những câu hỏi từ các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần 2, đó là chương trình cadet của sinh viên đi tàu như thế nào. Chào mừng các bạn đã quay lại với phần 2 của tập vlog phần này. Hiện tại thì chương trình cadet ở trên thế giới phát triển rất là mạnh, nhưng mà ở Việt Nam mình thấy chưa có được chú trọng nhiều lắm. Mình nghĩ các bạn nên nắm một số thông tin về chương trình này như thế nào. Học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một trung tâm là UTSTC. Đây là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực hàng hải. Trung tâm này liên kết với chủ tàu Hà Lan. Hàng năm trung tâm sẽ có những đợt tuyển chọn sinh viên năm 2, năm 3 theo những ngành đi tàu. Và khi mà các bạn đậu vào đây thì sẽ được lo toàn bộ các cái chi phí học hành luôn, các bạn không phải trả gì cả. Và khi mà ra trường có việc làm luôn và cam kết làm việc với trung tâm là hình như là 1 năm ấy. Ra trường thì các bạn sẽ được đi dạng cadet, gọi là thực tập sĩ quan. Các bạn biết là chương trình cadet thì chỉ áp dụng cho sinh viên cao đẳng đại học thôi. Đây thì con đường mà các bạn đi lên sĩ quan sẽ rất là nhanh. Như bên mình sẽ tuyển cadet, nghĩa là sinh viên tốt nghiệp cao đẳng hoặc là đại học. Khi mà ra trường sẽ cho bạn đi là 6 tháng đầu, sau đó sẽ về 3 tháng các bạn sẽ nghỉ ca và học những chứng chỉ liên quan đến sĩ quan. Tiếp tục đi trong vòng 6 tháng tiếp theo, các bạn về hoàn thành cuốn training rồi cockpit và các bạn thi các lớp sĩ quan vận hành. Khi mà các bạn có đầy đủ giấy tờ của một sĩ quan, được đi với chức danh là thực tập sĩ quan. Thường thì trong vòng 3 tháng, nếu các bạn đảm nhận được chức danh sĩ quan vận hành thì chúng ta sẽ đi trực tiếp chức danh sĩ quan vận hành. Các bạn đi cadet thì lương khoảng 600 đô, lên sĩ quan vận hành thì lương dao động khoảng 2.500 đến 3.000 đô lận ấy. Vì một số bạn mà không chọn chương trình cadet thì OS rồi lên IB thì phải mất 36 tháng đi biển thì các bạn mới đủ điều kiện tham dự lớp sĩ quan. Hiện tại thì bên trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh có chương trình đào tạo sĩ quan vận hành trong vòng 30 tháng. Con đường này thì cũng ngắn, nhưng mà mình chia sẻ với các bạn như sau. Khi mà các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông cùng với một sức khỏe tốt thì các bạn đăng ký vào chương trình đào tạo sĩ quan vận hành.
các bạn sẽ học tại trường trong vòng 18 tháng lý thuyết. Sau đó các bạn sẽ được cấp giấy xác nhận hoàn thành chương trình này. Từ giấy này thì các bạn sẽ đổi được chứng chỉ trực ca. Có chứng chỉ trực ca thì các bạn lại đi dạng cadet, là các bạn phải đi thực tập trên tàu 12 tháng. Mình hoàn thành cuốn training record book, đủ điều kiện để tham dự và thi về lớp sĩ quan vận hành. Con đường này thì các bạn sẽ rút ngắn thời gian, nghĩa là không có phải học đại học hay là cao đẳng mắc 3 hoặc là 5 năm như vậy. Nhược điểm là như thế này, các bạn chỉ đi được ở mức sĩ quan vận hành thôi, không thể lên được sĩ quan quản lý, không thể lên được thuyền trưởng, đại phó, máy trưởng hay máy 2. Để mà các bạn lên được cấp độ sĩ quan quản lý, bạn lại phải học liên thông cao đẳng hoặc đại học mới đủ điều kiện theo tiêu chuẩn STCW để các bạn tham gia khóa học và cấp bằng cho các bạn. Đó cũng là một cái chia sẻ thêm để cho các bạn có thể nắm về chương trình mà chúng ta đi tàu. Hiện tại Việt Nam cũng đang thiếu hụt nguồn nhân lực hàng hải rất là nhiều. Nhiều bài báo cũng như là ở các trường cũng đề cập về vấn đề này. Nếu mà các bạn theo ngành đi tàu thì mình nghĩ cơ hội việc làm cao, lương cũng cao nữa, nhưng cũng phải đánh đổi rất là nhiều, nên các bạn cũng cần suy nghĩ kỹ. Khi nãy đến giờ thì mình cũng đã chia sẻ xong hai chủ đề rồi. Đó là chủ đề đầu tiên, giải đáp những thắc mắc, câu hỏi về ngành hàng hải. Chương trình cadet cho sinh viên đi tàu là như thế nào? Hy vọng sẽ có những thông tin hữu ích đến các bạn sinh viên, các bạn có định hướng về ngành hàng hải. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành với mình trong thời gian qua. Và các bạn đừng quên like và subscribe kênh YouTube của ReadyDay để nhé, để mình có thêm nhiều động lực làm thêm những video về ngành hàng hải. Các bạn một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Bye bye, thân ái chào các bạn.